Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú, chào các bạn. Bữa nay là ngày của mẹ đó nha cả nhà, cho nên là hai đứa con lớn của mình đó, nó vô bếp nó làm bất ngờ cho mẹ đó. Cho nên là sáng ngủ dậy thì chị hai dặn mẹ không có được ăn. Rồi để coi cái hai chị em làm gì cho mẹ nha. Ngày hôm qua ba với mẹ đi chợ không có nhà, thì hai chị em ở nhà tự đi chợ luôn, đạp xe đạp đi chợ gần nhà để mua những cái nguyên vật liệu này về tự làm. Bởi vì hồi tối ba nó thắc mắc tại sao mà nó đi chợ nó mua mấy cái này, thì ra là bây giờ mới hiểu. Anh ba thì đang làm cái này cho mẹ. Bữa nay ở bên Pháp là 31 tháng 5 là ngày của mẹ. Việt Nam mình thì qua rồi, Pháp thì hôm nay. Sáng ngủ dậy hai chị em không có cho mẹ ăn cái gì hết, để làm này cho mẹ. Anh ba đang làm này đó. Ba cuộn lại. Bột thì mua sẵn, bỏ dăm bông vô, bỏ phô mai vô, xong mới cuộn lại, xong rồi đem nướng. Cái phô mát này nó hơi to phải không? Nếu mà nó nhuyễn là cái loại nhỏ emontan thì nó sẽ nằm trên đó nhiều hơn. Đầy đủ không? Rồi. Chị hai đang làm cái bánh pancake. Tự đánh trứng, tự trộn, tự làm hết luôn. Mình phải xóa tiếng chiên xào dầu mỡ nha cả nhà, tại vì Elodie á nó vừa làm mà nó vừa mở nhạc cả nhà ơi, nó nghe nhạc trẻ trên máy vi tính nó kế bên bếp á, cho nên mình phải tắt tiếng, mình sợ bị dính bản quyền, cho nên mình tắt tiếng của nhạc. Rồi đây, con gái nó đang chiên mấy cái bánh pancake nè, tự lên mạng học rồi coi theo rồi làm hết luôn, cũng hay. Hai chị em sáng lọ mọ mần tới 11 giờ mới được ăn. Bữa nay phe cái bông đầu tiên mới trổ nha cả nhà. Năm nay là năm đầu tiên mình mới được có một bông duy nhất thôi, cho nên mình phe nè, quá trời đẹp luôn, cái màu đỏ rất là thích ha. Cái bông này tiếng Tây nó kêu là bivon, tiếng Việt kêu là hình như hoa mẫu đơn hay gì á, phải không ta? Chắc hình như là vậy, nhớ bữa coi ở đâu rồi. Qua mẫu đơn cả nhà, đó. Trồng hình như chắc cũng 3-4 năm gì đó, sinh cũ á, của một cái người bạn cho. Rồi nhét vô đây, rồi giờ năm nay được một bông đầu tiên nè. Đẹp quá cả nhà. Hôm bữa nó nụ nụ mình quên quay ha. Rồi cái bữa nay mới thấy nó trổ nè, cho nên mới ra quay cho cả nhà coi. Rất là đẹp luôn. Đang quay lén hai chị em nó vô bếp, quay lén từ phía sau. Nó không cho thấy mặt cả nhà ơi, cho nên là chỉ có làm lén ở phía sau vậy thôi à. Không có đứa nào mà chịu cho mẹ quay thấy mặt hết trơn á. Cho nên là thôi, không có ép được, mình nào tự nguyện. Xin chào cả nhà. Elina nè, Elina bữa nay Elina tặng cadeau cho mẹ nè. Elina cho cô chú coi, đó. Tại vì hôm nay 31 tháng 5 ở bên Pháp là ngày của mẹ nha cả nhà. Cho nên là con nít đi học á, thầy cô dạy làm những cái món quà nhỏ để đem về tặng cho mẹ đó. Rồi Elina đọc thơ trong đây đi nè. Trước này Elina làm trái tim, xong rồi sau này Elina có ghi chữ chúc mừng ngày của mẹ, có bài thơ. Rồi Elina đọc đi, nó thuộc lòng cái gì đó cô chú ơi, nhưng mà nó đọc đúng y như trong cái tờ giấy luôn á nha. Trời ơi,
rồi hôn mẹ miếng. Rồi rồi mẹ cảm ơn Lina nha. Phải với cô chú nha, hôm qua đi chợ mua được 4 cây lan. 2 cây màu tím là 5 đồng một cây. À đúng rồi, 4 cây. 4. 4. Quỳ cát, cát là 4 quỳ. Hai cái cây này hai nhánh thì là 6 đồng nha cả nhà. Cây này với cây màu vàng hai nhánh thì 6 đồng ở chợ Liden. Còn cây kia là chợ IKEA là một nhánh. Một nhánh thì nó 5 đồng. Đây, hôm qua mình mua những cái chậu này nè. Là mình bắt chước trên mạng nè, người ta nói là chỉ nuôi trong nước gì cũng được nha cả nhà. Cho nên mình mới thử một cái này đây. Rồi mấy cái kia nữa mình đang làm đó cả nhà. Đó. Cái này là cadeau quà của mẹ đó nha, ngày lễ của mẹ hôm nay đó. Mẹ mua mấy chậu bông gì là vui rồi là đủ rồi. Không cần gì nhiều ha Lina ha. Ôi đừng đụng bông á, ngã đó. Ok. Mình để ngay cửa sổ này, tại vì cửa sổ phòng khách mình có nhiều luôn rồi cả nhà. Nói con phải nói tiếng Việt ấy. Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt. Hôm nay đi học về bị quên tiếng Việt nhiều quá rồi nha. Nói tiếng Việt đi. Cái này là cái này là gì? Là cái này là màu hồng. Hồng. Xong rồi màu tím, màu vàng. Nó bị rớt. Màu tím, màu vàng. Đó màu vàng đó. Vàng. Mình tính tháo cái cây màu vàng này ra để trong nước luôn, nhưng mà mình sợ quá cả nhà chứ hai con. Mình sợ nó chết quá cả nhà cho nên thôi. Chắc giờ để như vậy đi. Tại nó đang có còn nhiều nụ quá nè, mà giờ mình thấy ra trong nước mình sợ nó chết thì mình uổng á, mình tiếc á. Đó. Sẵn pha với mấy cây này luôn, với cả nhà mấy chậu này luôn. Mấy chậu này mua từ hồi Tết Việt Nam tới giờ mà chưa tàn luôn á cả nhà. Lúc đó mình có làm clip đó, mình mua hồi Tết Việt Nam á. Ủa không hiểu luôn á nha, sao nó lâu tàn quá trời luôn mà nó nhiều bông nữa nè. Mà bây giờ mình thấy trên cái những cái nụ á, cái nhánh á, nó ra thêm những cái nụ nhỏ nữa nè. Đó. Chỉ có thằng này là mới rụng bắt đầu cái chỗ này thôi, mình mới thấy hồi nãy. Còn mấy này là mấy cây cũ của mình á ha, mình nuôi mấy năm rồi mấy cây này á. Đó, cho nên nó ra bông mấy đợt nữa. Ê con. Rồi thằng này cũng cây cũ luôn. Đó. Ra nè, ra bông rất là nhiều đợt rồi đó, cây cũ. Còn thằng này hôm Tết luôn nè, chung với hai thằng lan kia mà thằng này nó rụng hết rồi, nó tàn hết rồi. Đó. Cái nào? À chắc nó bị dập không? Đó, bữa nay chị hai chỗ tài vô bếp từ sáng tới giờ. Hai chị em từ sáng tới giờ luôn. Trời ơi, bữa nay nói là mẹ không có được làm bếp đó. Trời ơi, này cái này có hơi vàng quá không con, được hả? Cái bánh này nè, được hả? Được. Trời ơi. Này. Anh ba đang chép bánh. Chép bánh với bơ. Nó không cho quay. Nó đang làm mà nó không cho quay à. Nó lén à. Nó né không à. Rồi ở đây chị hai đang làm à. Cái này là gì con, khoai tây hả? Dạ. Khoai tây với trứng với dăm bông. Đó. Hôm nay mẹ không có cần phải vô bếp phải không? Ba thì rửa chén dọn dẹp cho hai đứa nhỏ. Ba thì làm ô xin. Ba là nhiệm vụ của ba là rửa dọn. Ok. Hai đứa nó bài cho ba dọn. Thì đang nướng xúc xích nữa hả Lodi? Dạ. Lodi đang nướng xúc xích nữa. Đó. Biết gì nè, lưu đi cho ăn món gì đó mà thấy. Để trong đó chị hai làm tới nhiêu đó rồi. Này. Bánh ra. Làm thôi rồi, anh ba đang chuẩn bị đồ ăn ra. Wow, nhìn hấp dẫn quá ta. Hôm nay chị hai cho ăn món này là món tây hả chị hai? Con làm cái gì? Con làm cái này. Ok.
Con muốn ăn hả? Ok, để mẹ cắt cho hả tao. Siri 8 đồng ký hôm qua đi chợ mua cả nhà. Chị hai làm đó. Wow, nhìn cũng hấp dẫn lắm ta. Lần đầu tiên mới được chuẩn bị. Bên phép ma măng. Ui thì con lấy của con xuống đi. Đó, cái này là của anh ba. Phần quà này là của anh ba. Xong rồi của Lina đâu? Lina lại cạc hồi nãy đó. Rồi chị hai, cái này là mua tiền của anh ba hả? Dạ. Này tiền của ID. Rồi chị hai thì là bỏ tiền ra đi mua mấy cái món này, đi mua mấy cái này để nấu ăn. Rồi cái này là của Lina phải không? Rồi. Đẹp quá, để đây, để chung với anh ba nha. Ha. Chung với anh ba làm gì nha. Cho nó đẹp, ok. Ừ. Biêu mẹ đi, hôn mẹ đi. Rồi, giỏi quá, cảm ơn quà của Elina nha. Quỳ, quà là papi. Rồi, có quà nữa. Papi tặng cái chậu bông. Cái đó là papi của con mình ơi. Papi của con mình ơi, đi ta. Papi của con rồi. Trời ơi, đây nữa nè cả nhà ơi. Đây nữa nè, ba của Elina mới ghi về nè, ông Barbie hàng xóm tặng cho mình. Cây này là kêu bằng gì ta? Cây này kêu bằng lan gì mình quên tên rồi nha cả nhà. Hình như lan quân tử hả ta? Phải không? Cái gì nhớ cái gì có quân quân trong đó đó. Cây này nè, đó Barbie của hàng xóm tặng. Tại hôm nay ngày lễ của mẹ. Trời ơi, dễ thương quá hả? Cái cây rất là tốt hả? Đang có ga bông, đang có nụ nè cả nhà. Đó, trên đây nữa nè, đang có mấy nụ đây. Đó, ngày hôm qua hai vợ chồng đi chợ, nhà chị em nó tự đạp xe đạp đi chợ để mua đồ về, nay nấu nướng bài biển làm. Ở sắp xếp chén muỗng với nĩa giỏi quá trời. Lina lấy hả con? Dạ. Rồi bây giờ chị hai đã làm xong rồi. Đó, bây giờ chuẩn bị được ăn phải không? Dạ. Kêu ba với đi đi. Đó. Quà đó. Ngày của mẹ đó nha. Được không? Rồi, được ăn rồi. Cái này là chị hai tự làm hết nha cả nhà. Với anh ba phụ nữa chứ. Anh ba với chị hai, hai đứa luôn. Ina là người lấy muỗng với đĩa. Đây. Rồi, mâm mâm. Mầm mầm nha, cái này là ăn sáng kiểu kiểu tay. Mẹ, mẹ con mới cắt chút lên được luôn. Được luôn hả? Giỏi rồi ôi. Khổ lắm, giỏi quá, ăn sáng kiểu tay. Cảm ơn chị hai, cảm ơn anh ba. Ừ, giỏi, cảm ơn Elina. Ngon quá. Con chúc các bạn hôm nay con 4 tuổi. Giỏi, bữa nay mẹ quên nhắc Lina nữa, tự động Lina nhớ xin chào luôn. Mẹ. Mẹ ghé cho mẹ ghé. Xin chào cả nhà. Bữa nay là ở bên Tây là ngày lễ của mẹ cả nhà. Chị hai làm mấy cái này hết luôn với anh ba phụ. Vâng. Ừ.
có phụ không? Con mấy con chút không có gì chút gì ra sao phải không? Nói có phụ, nó phụ dọn dẹp, nó cũng làm dẹp ồn ồn cô chú nha. Vậy là bữa nay mình không ăn trưa, mình ăn sáng gì nữa thôi hả? Ngủ 1 giờ. Sáng ngủ dậy không cho mẹ ăn gì hết á, kêu đợi làm. Đợi nấu khoai tây chiên làm. Việt Nam là hình như qua ngày của mẹ rồi. Bên Tây bữa nay cả nhà ơi, 31 tháng 5. Rồi chuyện nào ở ngày của cha không? Tháng 6 không? Không quên luôn rồi. Con thì con biết. Tháng 6 biết. Thì làm chung nào? Của cha sao nè của mẹ? Chết cũng không. Cái gì Luan? Luan á, tháng 6. Thấy chứ mẹ nói là chú ăn. Thấy chứ mẹ có mất. Chị hai làm ngon không? Dạ. Bà Bi cũng tặng cho chậu bông. Nên là mới làm cho ổng một dĩa lại đồ ăn lại. Cho bà Bi dĩa lại. Hôm qua mẹ cũng tính bữa nay nướng thịt làm gì ăn hết chứ. Không mà nó đi chợ nó buồn. Mấy hồi nãy nó đi chợ bằng viên nữa. Mình thấy hủ tiếu còn á. Làm được cái ế hủ tiếu nữa. Cho nên hồi nãy ăn hủ tiếu cũ. Này hai chị em mới lên mạng học coi dạy làm. Làm cái bánh băng cấp cũng ngon quá trời. Sao bạn xin thử miếng thôi. Thôi làm cái bánh này ngon nè. Mẹ con nghĩ con làm tôi chúng đi học bài. Phải không? Mẹ có chế mật ong nữa. Nè mật ong nè. Mật ong á. Mẹ. Nãy anh cho Barbie anh có nói của chị hai làm không? Mẹ ơi. Mẹ cái chỗ này con xin đi ăn cái này con được kêu hay là học nữa được không? Rồi chị hai Quy chuyện nào ăn hết đi kêu chị hai làm nữa phải không? Nó nói kêu chị hai làm nữa. Kêu chị hai làm nữa gì lại nhau thích rồi đó. Nhưng mà mẹ không được kêu Iluji. Vậy kêu ai? Hai. Kêu hai. Chị hai. Con nói em, nói chị Hân hai làm nữa cho em thích lắm. Hai làm nữa cho na tệ na hết. Quý nhỉ, năm ăn hết rồi hai mới làm. Hai nói ăn hết thì hai làm, ok. Hai là xong là ăn ba. Là viết là mẹ. Ba mẹ muốn ăn mà. Anh ba đi mua bông đâu vậy? Bụt tay nít. Kêu nó gói luôn hả? Gói. Gói sẵn. Gói sẵn. Mấy đồng? Mắc ạ? 11. Nhưng cũng được mà. Thôi. Tưởng này có... Phải gọt botanic thì nó mất. Botanic lúc nào mất. Mà chất lượng quality nó ba mẹ nó phải nhiều lý do. Đi lên là ba nhóc luôn cho con mua. Đi lên 12 đồng một bó mà. Bó bông hả? Dạ. Mà bó bông nhỏ xíu rồi. Cái cây có 6 đồng ọc đi quá trời luôn. Đi lên. Mà con thấy nó đâu đẹp. Xí hình bó đẹp nhỉ. Chắc phải đi lên phía sau không có đẹp. Đi lên phía xem. Thôi kệ quà của anh ba mà. Ơi mẹ không? Này bà cơ. Cây sống đời anh ba mua 11 đồng. Nó là cây sống
rồi. Ừ. Tên là sống đời. Y ba mẹ con mình cái y ba con mình thì không. Mẹ đang nghe nè, nói đi. Con cháu ăn hủ tiếu không? Mẹ kêu ba hâm. Vậy đủ rồi, tại vì nay mình ăn sáng mà. Giờ mình bye bye cả nhà đi. Nghe nè. Bye bye cả nhà, nói đàng hoàng. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại. Rồi chúc ngày của mẹ đi. Bên phết ma mò. Bên phết ma mò. Chúc mừng ngày của mẹ. Chúc mẹ có sức khỏe. Đúng rồi, chúc cho tất cả các bà mẹ có sức khỏe. Rồi gì nữa? Cho có tiền. Cho có tiền, đứa Elina chúc cho có tiền nữa nha. Đó, đúng rồi, sức khỏe, có tiền. Rồi gì nữa con, chúc cho gì nữa? Chào. Chào, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Bye. Chào.